Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này. Chắc là quý vị đã từ lâu theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi muốn gửi đến quý vị tất cả những hình ảnh của cộng đồng người Việt gần đây nhất là qua cái sự gọi là bang giao trở lại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam qua một cái gọi là chiến lược mới, gọi là đối tác chiến lược toàn diện. Bởi thế tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu, và đặc biệt nhất là qua chuyến đi của ông đại sứ Mark Snapper. Điều này cho thấy rằng cái sự gần gũi và liên hệ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hoa Kỳ ở một cái mức độ nào và liên hệ đến với cộng đồng người Việt chúng ta. Bởi thế hôm nay chúng tôi lại một lần nữa mời ông Ngô Kỳ lên đây để chia sẻ tất cả cái nhận định của ông về chuyến đi của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Mark Snapper. Xin được gửi lời chào đến ông Ngô Kỳ cùng với chương trình của tôi ngày hôm nay. Vâng, Ngô Kỳ xin chào anh Đoàn Trọng, kính chào quý khán giả của SCT trên toàn thế giới. Rất là hân hạnh trở lại diễn đàn hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, chắc quý vị biết rằng chuyến đi của ông đại sứ Mark Snapper là một trong những cái vấn đề ảnh hưởng quan trọng đến cái cộng đồng người Việt chúng ta, cũng giống như quan tâm những cái sự việc gì mà cộng đồng của chúng ta hiện nay còn có những thành phần trong gia đình của họ còn lại ở tại Việt Nam. Thế thì thưa ông đại sứ, Ngô Kỳ, tôi có thấy trên Facebook của ông, trên trang mạng của ông có đưa ra những cái vấn đề, và từ đó tôi muốn đặt câu hỏi với ông. Thế khi ông có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi biết về cái nhận định của ông như thế nào về chuyến đi của ông đại sứ Mark Snapper đến tại Nghệ An và ông đốt nhang trước cái giờ hình ảnh của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh, vậy thưa ông? Vâng, thưa anh, thì chúng tôi cũng có cơ hội trình bày này trong khoảng 4 năm này rồi trên nhiều diễn đàn, thì hôm nay rất là hân hạnh để trình bày với khán giả của SET và anh. Thì thưa anh, đối với tôi thì cái chuyện ông thắp hương Hồ Chí Minh, ông đáp hương cho Hitler hay là Bin Laden hay là Pol Pot hay là cho Tần Thủy Hoàng này, nó đối với tôi không quan trọng, ngay cả cho Mao Trạch Đông vân vân, tại vì đó là chuyện của ông muốn thắp hương ai ông thắp hương chỗ đó, tôi không quan tâm. Vâng. Tôi không quan tâm. Khi ông nói tuy nhiên khi vừa rồi anh nói là liên hệ đến vừa rồi anh nói là thắp hương thôi phải không, Hồ Chí Minh thôi, vâng, ok thì tôi trả lời anh vậy. Vâng. Thế thưa ông, trong cái trường hợp nào thì ông biết được, cái thời điểm nào ông biết được là ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến Nghệ An và thắp hương trước cái di ảnh của ông cựu chủ tịch Hồ Chí Minh, vậy thưa ông? Vâng, thì trên nguyên thủy đó thì có tin tức mà ông ta thắp hương, ông đi về xứ Kim Liên là nơi xứ sở cho cựu Hồ Chí Minh tại Nghệ An đó, thì ông thắp hương vào ngày 27 tháng 9 năm 2023. Thì sau đó vài ba ngày đó thì tin tức nó nở rộ trên Facebook, website của tòa đại sứ của Mỹ tại Việt Nam, và tất cả Facebook và website của Việt Nam đều có. Thì tôi biết sau đó vài ba ngày, tức trên khoảng ngày 28-29 ngày tháng 9 năm 23 thì tôi đã biết rồi anh. Vâng. Tức trên là hơn một tháng trước rồi. Vâng. Thế thưa anh Ngô Kỳ, vào cái thời điểm mà ông đại sứ Hoa Kỳ đến thăm cộng đồng người Việt của chúng ta ở tại miền Nam California, ông có điều kiện biết được về cái chuyến đi đó không, trước khi chuyến đi xảy ra không thưa ông Ngô Kỳ? Thưa anh, không. Đến ngày đó gần kề hay là cái ngày đó thì tôi mới biết thưa anh. Vâng. Chính vì vậy mà khi mà tôi biết ông thắp hương cho ông Hồ Chí Minh trước khi mà ông tới Lít Sài Gòn đó, ông thắp hương ngày 27 tháng 9, thì ngày 30 tháng 10 thì ổng mới tới Lít Sài Gòn, nghĩa là hơn một tháng 3 ngày sau. Vâng. Cái đó, khi mà tôi biết ổng thắp hương ở Việt Nam cho ông Hồ Chí Minh, tôi chẳng quan tâm. Cho đó tôi chẳng ý kiến ý rùi gì hết. Tại vì tôi cho rằng cái chuyện ổng thắp hương ngay là ổng đem mình ông Hồ Chí Minh về ổng thờ trong phòng thờ ổng này nọ, cũng có quyền của ổng, tại cái tôn trọng của quyền của ổng. Tuy nhiên khi mà tôi biết ổng tới Lít Sài Gòn, đó là vấn đề tôi đặt ra, tôi phản đối là phản đối khi ông tới Phúc Lộc Thọ như thế này. Quý vị thấy trong màn ảnh hay ông thấy cái trường thẩm mỹ ABC, hay là ông gặp ông Trần Thơ Vang, hay ông tới chùa Bảo Quang, hay tới Đức Mẹ La Vang này nọ đó, thì khi đó tôi mới đặt vấn đề. Đặt vấn đề là tại sao ông thắp hương về Hồ Chí Minh mà ông lại đi tới cái thủ đô thì nặng chống Hồ Chí Minh, chống cộng sản, đó là vấn đề tôi đặt ra thưa anh. Vâng, thưa ông, cái câu hỏi của chúng tôi quan tâm đến là ông do dù cái thời gian rất ngắn, ông biết là ông đại sứ đến thăm cái cộng đồng người Việt ở đây. Vâng. Thế ông có biết rằng là một số dân cử sẽ có mặt gặp gỡ ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam vào trong cái thời điểm đó không thưa ông?
ông có biết rằng sẽ có một cuộc gặp gỡ, vì như ông đã biết có cuộc gặp gỡ giữa những người như là ông Luke Correa, một dân biểu liên bang, bà Michelle Steele cũng là dân biểu liên bang, bà thượng nghị sĩ Janet Green cũng là một dân thượng nghị sĩ tiểu bang, đồng thời tất cả các vị dân cử rất nhiều. Và đồng thời tối lại thì ông có đến gặp gỡ ông Trần Thái Văn tại một cái buổi mà chắc là chúng ta sẽ đề cập đến sau. Thế thì ông có biết lúc nào thì ông biết rằng phái đoàn của tất cả các vị dân cử ở đây gặp gỡ ông đại sứ tại Phước Lộc Thọ những chỗ khác vậy thưa ông? À, thưa anh, tôi không biết trước. Tôi chỉ biết cái ngày 30 tháng 10 đó là cái ngày mà ông tới Lisbon gặp đó. Có thể buổi trưa, buổi chiều, buổi tối này nọ tin tức loan đó thì tôi mới biết. Chứ thật sự tôi là người sinh hoạt trong cộng đồng mà tôi cũng không biết. Xin lỗi ông, sở dĩ tôi hỏi ông như vậy là vì tôi muốn biết ông là một trong những người tham dự tranh đấu trong cái cộng đồng có thể nói một cái thời gian rất dài. Với một cái sự kiện mà ông cho là ông không quan tâm đến ông này, nhưng mà khi ông đặt nghĩ rằng ồ, tất cả các vị dân cử đây đều có mặt đến, thì có người biết, có người không biết, thì tôi nghĩ rằng với một người tranh đấu chắc là ông cần phải cho mọi người biết cái tin tức đó, phải không thưa ông? Cái chuyện tôi không phải là người tổ chức, tôi không mời ông qua, do đó tôi không biết anh hiểu không? Do đó cái chuyện tôi không biết là chuyện bình thường. Còn những ban tổ chức họ mời mà họ không cho tôi biết này nọ thì cái quyền của họ, thì tôi cũng không trách móc gì cả. Thế bây giờ thưa ông đã biết rồi, ông là thấy cái sự kiện có mặt ở đó rồi, thế thì ông muốn gửi đi một cái tín hiệu, một cái message gì đến với tất cả những người đã gặp gỡ ông đặc cử đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thưa? Vâng, tôi đã lên tiếng rất là nhiều, rất là mạnh mẽ. Tôi lên án, tôi phản đối, tôi chống đối và ngay cả tôi kiện cáo nữa. Và này nọ có nhiều thứ lắm. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt trình bày. Thì kể từ cái ngày 30 tháng 10 đó là ngày tôi biết đó. Ngày mà ông đặt chân tới thăm thủ đô thì nào Michigan. Đó là cái điều mà tôi trở lại tôi muốn nhắc tới nhắc lui, là tôi không phản đối, tôi không lên án gì cái chuyện ông này thắp hương cho Hồ Chí Minh hay là Hitler, Tăng Thị Hoàng, Quang Trạch Đông, Bin Laden này nọ, tôi không can. Nhưng ông thắp hương cho Hồ Chí Minh là đối với dân tộc Việt Nam, đặc biệt đối với nhân dân miền Nam Việt Nam, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, và đặc biệt đối với tập thể cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại nói chung và lịch sử ông nói riêng, Cali nói riêng, thì Hồ Chí Minh là tội đồ, là kẻ thù. Do đó ông không thể bắt cá hai tay đi chàng hẳn hai hàng, vừa thắp hương cho Hồ Chí Minh. Ví dụ ông đứng trên hình ảnh đó, ông đứng bắt tay với Nguyễn Phú Trọng đứng Hồ Chí Minh, tôi không trách, tôi phản đối. Tại đó ông làm đại sứ, ông tới gặp lãnh tụ Việt Nam, ông bắt tay cái chuyện bình thường. Nhưng cái hình này tôi phản đối. Tại vì ổng là đi đích thân tới Kim Liên gì đó này nọ để mà thắp hương cho Hồ Chí Minh, ca tụng Hồ Chí Minh. Cái người này đã lãnh đạo giết chết 58.220 người chiến binh Mỹ và hơn mấy trăm ngàn lính Việt Nam Cộng Hòa, hàng triệu người dân Việt Nam Cộng Hòa miền Nam chết bởi Hồ Chí Minh, mà ổng tới thắp hương thì ông thắp hương quyền của ổng. Nhưng bây giờ ổng là tới ngay thủ đô tị nạn đây, ổng phun một bã nước miếng vào cộng đồng tị nạn chống Hồ Chí Minh, điều đó rất là phi lý, rất là mâu thuẫn, và tôi cho rằng nghịch lý, và tôi phản đối cái hành động đó thưa anh. Nhưng mà thưa ông bà ta thường nói rằng là vô tri thì bất mộ, không biết thì làm sao mến được. Ví dụ như tôi nói ví dụ thôi thưa ông, một kỹ là với cả các vị dân biểu cá nhân tôi cũng tất cả nhiều người cũng đến đó đều không biết ông đi đến thắp hương tại Nghệ An đến trước khi gọi là di ảnh của ông Hồ Chủ tịch. Thì thưa ông, cái điều người ta không biết thì bây giờ còn ông kia là một trong những nhà ngoại giao, ông làm cái công việc như ông đã nói bắt đầu từ lúc ban đầu nãy là ông không quan tâm đến cái vấn đề đi đứng đó, và ông đến đây ông không đề cập đến cái chuyến đi đó như thế nào, ông không có nói rằng là một cái gì có thể nói rằng là bào chữa cho chuyến đi đó, thì có cái lý do gì để chúng ta phản kháng được thưa ông? Vâng, thì chúng tôi sẽ trình bày sau khi chúng ta trở lại, phải không? Cảm ơn ông Ngô, quý vị đang cùng với ông Ngô Kỷ qua một cái chương trình phóng sự cộng đồng, và đặc biệt nhất chúng tôi quan tâm đến những cái sinh hoạt trong cộng đồng này, và chúng tôi tôn trọng tất cả ý kiến của mọi người, thích không thích, đồng hay không đồng ý với chúng tôi, đó là quyền của quý vị. Nhưng quý vị cũng đồng ý với chúng tôi là chúng tôi cần phải có tiếng nói trong một cái xã hội, trong một cái sinh hoạt gọi là dân chủ. Và đó là lý do chúng tôi mời ông Ngô Kỷ đến ngày hôm nay. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này.
Và một lần nữa thì chúng tôi lại mời anh Minh Giang, một trong những người cũng gần gũi trong cái cộng đồng người Việt chúng ta. Anh có một cái kênh YouTube của anh, của ông, và anh cũng tham gia những cái sinh hoạt cộng đồng. Và hôm nay anh cũng có mặt ở đây để chia sẻ tất cả những tin tức cùng với anh Ngô Kỷ. Thưa anh Ngô Kỷ, trở lại cái câu hỏi lúc bên này thì chắc là chúng tôi muốn dành thời giờ để anh chia sẻ về tin tức với chúng tôi về cái chuyến đi của ông Đồng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thưa anh. Vâng, hân hạnh chào anh Minh Gia. Có anh tôi đỡ cô đơn. Vâng, để mà trước khi anh Minh Giang tham dự cái chương trình thì tôi xin phép để trả lời câu hỏi hồi nãy còn lại của anh Đoàn Trọng. Câu hỏi anh dù nó ngắn nhưng nó chứa đựng khá nhiều chi tiết trong đó, do đó tôi cố gắng tôi nhớ tôi trả lời. Tại vì câu hỏi anh tới 3-4 câu hỏi nhỏ, là một câu hỏi lớn gồm có 3-4 câu hỏi nhỏ. Tôi nhớ từ đầu tôi trả lời đến đó và anh sẽ nhắc tôi. Và anh nói là cái ông đại sứ này, ổng là nhà ngoại giao, ổng có quyền thắp hương Hồ Chí Minh này nọ, đó là chuyện của ổng. Thì anh nói hoàn toàn đúng, tôi hồi nãy giờ từ đầu tôi đã nói ổng có quyền mà. Ổng thắp hương cho Hitler, Pol Pot, Bin Laden, Mao Trạch Đông, Tần Thủy Hoàng này có được mà, tôi đã nói rồi. Tuy nhiên tôi không phản đối cái chuyện đó, dù tôi không đồng ý, tôi thấy đó là không đạo đức, không có liêm sĩ, không có cái tình nghĩa với đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ. Hồ Chí Minh lãnh đạo giết chết 58.220 người chiến binh Mỹ, anh em của ổng, rồi giết chết bao nhiêu lính Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam Việt Nam, mà bây giờ ổng là đi ca ngợi, vinh danh, thờ phượng, ca tụng ông Hồ Chí Minh, điều nó trái với đạo nghĩa. Tôi nói về đạo đức thôi, chứ còn nói về pháp lý, pháp luật này nọ thì tôi không có nói ông làm đúng hay sai, tại vì đó là luật của Bộ Ngoại giao của Chính phủ Hoa Kỳ, tôi không bàn đến. Thì tuy nhiên, cái mà tôi cứ nhắc đi nhắc lại, người ta muốn, tôi muốn mọi người đều hiểu ngay, các anh hiểu là tôi phản đối, tôi lên án cái chuyện là ông ta thắp hương Hồ Chí Minh, ông ca tụng Hồ Chí Minh, tôn thờ Hồ Chí Minh, ông qua lại gặp cộng đồng Việt Nam, mà cộng đồng đây là chống Hồ Chí Minh, chống thì cái điều nó kéo cả ngỗng cho tôi thấy nó vô lý, cho tôi chống. Đó là cái điều tôi muốn nói rất là rõ để quý vị thấy động thắp hương Hồ Chí Minh vậy đó. Rồi, còn anh hỏi các dân cử thì tôi chưa hề lên án các dân cử tiếp đón ông đại sứ này. Tôi chỉ nêu lên vấn đề. Tại tôi hiểu, tôi nghĩ 99%, có thể 100%, tất cả dân cử quý vị thấy tăng hình đó, như Nga có bà Michelle, người Đà Hàng, ông Lưu Quy, người Mỹ, rồi Nga bà Thượng nghị sĩ, Janet Nguyễn, người Việt Nam, và rất là nhiều, ông Tạ Đức Trí, Dân Biểu, ông Trần Thớp Vang, hay là nhiều người, ông Nguyễn Quốc Lăng, luật sư, rồi mấy trăm người học sinh, ở trong ABC thẩm mỹ này nọ, hay các thầy chùa, các ông cha gặm đại sứ, tôi nghĩ hầu như tôi dám nói là 100%, chưa chắc biết ông này thắp hương cho Hồ Chí Minh. Do đó chính họ không biết thì họ tiếp xúc cách vô tình. Đúng. Thì tôi không trách. Cách đây bây giờ đó, khi mà tôi đưa những tin tức ông thắp hương cho Hồ Chí Minh vậy, thì tôi cần tất cả những người này phải lên tiếng nói xin lỗi đồng hương, nói rằng đó, ông gặp ông Triệu Pháp tại Triệu Pháp Thọ ra đây, những người mà dân cử cộng lãnh tụ cộng đồng đứng đó. Lúc này tôi nghĩ rằng họ không biết ông này thắp hương thì tôi không trách. Vô tình không có tội. Nhưng khi bây giờ họ biết rồi đó thì họ phải lên tiếng nói với đồng bào đồng hương là sorry, tôi tiếp đón tại tôi không biết, bây giờ tôi biết thì tôi phản đối cái hành động ông này. Tôi nghĩ đó là vấn đề, còn không tôi sẽ chửi hoài. Đó là tôi muốn nói rõ như vậy, chứ hồi nãy nói là họ không biết thì họ không biết làm sao mình trách được, cũng như là một ra tòa anh vô tình. Bây giờ trở lại vấn đề là khi ông Ngô Kỷ nói rằng là cho dù những cái người này họ không biết, thì tôi cũng đưa ra cái ý kiến rằng là nếu những vị dân cử họ không biết thì gọi là vô tri bất mộ, mà không biết thì không có chuyện gì. Thế thì bây giờ họ đã biết qua cái lời nói của ông, qua những sự việc, thì ông mong đợi những cái gì đến với những vị dân cử này? Tôi hy vọng và tôi đòi hỏi, và tôi cũng hy vọng nữa là họ phải lên tiếng, họ thanh minh đính chính nói với đồng hương, nói cộng đồng đồng hương, không cần nói với tôi. Là họ sẽ họ sorry, tôi tiếp đấu ông đại sứ, tại vì đó vấn đề ngoại giao thì không có gì sai. Và tuy nhiên cái chuyện ông thắp hương Hồ Chí Minh là cái điều đó chúng tôi phản đối và thấy không đúng. Và chúng tôi cho rằng cái hành động tôi tiếp đấu như vậy là vô tình, và bây giờ tôi biết thì tôi phải lên tiếng. Và bằng chứng là trưa nay ông Pháp Bùi, chủ tịch
cộng đồng người Việt quốc gia và cựu nghị viên thành phố Cần Thơ đã gọi tôi, và ông đó tối nay ông sẽ viết một lá thư trên Facebook công khai để ông nói điều là ông sorry, xin lỗi đồng hương. Vâng. Ông vô tình tiếp đón ông đại sứ vì ông không biết ông đại sứ thắp hương Hồ Chí Minh. Bây giờ ông biết tôi nói như vậy thì ông vô cùng bất mãn và ông lấy là băng hẳn. Nếu ông biết thì có thể ông không đón ông này, và nếu hai là ông đón thì ông sẽ đặt vấn đề. Chắc là chúng tôi hy vọng sẽ nghe ông Phát Bụi nói bằng cái tiếng nói của ông Phát Bụi. Okay, vâng, anh Minh Giang, anh là một người sinh hoạt trong cộng đồng này, anh cũng có những trang YouTube. Vừa rồi anh nghe anh Ngô Kỳ nói cái chuyện mà trong cái chuyến mà thăm của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, về cái vấn đề quá khứ ông có những cái cuộc đi viếng và đốt nhang trước cái di ảnh của ông cựu chủ tịch Hồ Chí Minh, và đến bây giờ ông lại trở lại đây, và anh vừa nghe ông Ngô Kỳ nói, anh cảm thấy như thế nào thưa anh Minh Giang? Thì tôi mới vừa vô ngang xương cho nên cũng không có nắm rõ lắm, nhưng mà rõ ràng thì tôi rất là tôn trọng ý kiến của anh Ngô Kỷ. Đó là một cái suy nghĩ của anh Ngô Kỷ, bởi vì anh Ngô Kỷ là một cái người chống cộng ở trong cộng đồng này. Và cái quan điểm chống cộng của cái cộng đồng gọi là cộng đồng cờ vàng cái vùng Lý Đô Sài Gòn thì hồi trước giờ thì chúng ta đã biết rồi, lúc nào người ta cũng gọi là vinh danh cờ vàng, thậm chí là ngay cái thành phố Westminster là thành phố mà vinh danh cờ vàng, nói không cái cờ đỏ, không đón tiếp qua phái đoàn cộng sản. Không phải là vấn đề ông MacDapper đến cái khu tưởng niệm, cái khu cái làng gọi là Nam Đàn Kim Liên nữa, mà vấn đề ở chỗ là một cái sự kết nối và rất là thân với cái chính quyền cộng sản. Thì cái cộng đồng gọi là không cộng sản này mà ta tiếp đón ông MacDapper thì chúng tôi thấy rằng không có cờ vàng, đó là mới là chuyện lớn. Và đó là một cái sự hòa hiệp, một cái sự hợp tác, một cái sự nhượng bộ và một cái sự thụt lùi, nếu mà tính theo cái đường mà gọi là chống cộng. Thì tôi mới đặt ra vấn đề là đây là cái thời cuộc có lẽ là nó đã thay đổi rồi, và những người dân cử, những người mà gọi là tai to mặt bự trong cộng đồng là những người họ nắm bắt được thời cuộc, gần như là họ biết, họ đánh hơi được cái chỗ nào là nó có cái lợi ích, chỗ nào có lợi ích gì, lá phiếu về tiền bạc, về bất cứ một cái lợi nhuận nào, và họ đi theo, có thể là họ phán đoán như vậy. Theo tôi thì tôi đánh giá rằng cái điều đó mới là cái điều nó thay đổi cái cộng đồng này. Vâng. Thế thưa anh Minh Giang, anh Ngô Kỳ anh vừa cho biết rằng là dưới cái nhận định của anh đó, anh nghĩ rằng khi đã không biết thì thôi, còn đã biết thì cần phải có những cái lời nói để biểu rõ cái lập trường, cái quan điểm của mình. Đừng có, theo cái hiểu biết của tôi nhận định thì chắc là anh nói rằng đừng có dối gạt cái cộng đồng. Vì khi đã biết rồi, thế thì anh nghĩ sao về cái nhận định và cái sự bày tỏ của anh Ngô Kỳ như vậy? Thì thật ra không phải là ông coi như là đây là cái ông đầu tiên đến cái vùng Kim Liên, mà trước đó có ông Ted Osius và ngay cả ông King Ring đó, Britain Ring thì cũng đã tới cái khu đó rồi và cũng được cộng đồng đón tiếp rất là rõ ràng, ngay cả gia đất Nguyễn còn dẫn về nhà rồi các thứ. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy là ngay cả ông Ted Osius đến cái khu vực này cũng không có cờ vàng luôn. Thì đó đã trở thành giống như một cái thông lệ, một cái tiền lệ, và nó trở thành một cái điều gần như là nó cố định theo cái thời gian năm tháng, có đúng phải như vậy hay không. Thì chúng tôi đặt ra vấn đề như vậy thôi, có phải là chuyển hướng chưa. Còn cái ý kiến của anh Ngô Kỷ thì chúng tôi tôn trọng thôi, bởi vì đó là cái quan điểm của những người họ đấu tranh, và theo kiểu bảo vệ cờ vàng thì anh Ngô Kỷ hoàn toàn có cái lý để mà đưa ra, để mà yêu cầu những cái người gọi là lãnh đạo cộng đồng, những người xin cái lá phiếu mà lúc nào họ cũng quấn cái caravat màu vàng, rồi họ cũng mặc áo cờ vàng, rồi họ cũng hô hào nào là chống cộng chống kiết, cuối cùng thì đụng chuyện thì họ lại không có thấy cái lá cờ vàng hết. Đó hồi nãy là những cái hình ảnh mà anh đưa lên á, thì không có thấy một cái background nào có cờ vàng cả. Kể cả từ cái đoạn đón tiếp của ông Trần Thái Văn cho đến ở Phước Lộc Thọ, cho đến ở cái trường ABC gì đó, ngay cả hai cái chùa cũng không có, chùa với nhà thờ cũng không có luôn. Thì đây là cái điều rất là đặc biệt. Vâng, để tôi vâng, thì lẽ dĩ nhiên thưa quý vị, tôi với Minh Giang, Hành Đoàn Trạng, Vui Ba, chúng tôi cùng ngồi một cái diễn đàn như thế này, nhưng chúng tôi hòa nhi bất đồng, chưa hẳn là chúng tôi đồng ý tất cả tư tưởng chúng tôi nói. Tuy nhiên chúng tôi muốn làm sáng tỏ, anh Minh Giang thì ảnh hơi đi xa về vấn đề. Bây giờ vấn đề đặt ra, tôi đang nói về vấn đề thắp hương Hồ Chí Minh, còn anh ta lại lái qua vấn đề là không có cờ vàng khi đóng tiếp ông này. Thì cái quan điểm ảnh, ảnh nói ảnh đưa một sự kiện rất là đúng, cái là tại vì chúng ta không có chủ trương là nói cái đề tài đó tối nay. Có điều vấn đề đặt ra, tôi phản đối bà giáo đức Nguyễn, ông Tạ Đức Trí, ông Trần Thơ Văn, ông Nguyễn Quốc Lăng hay này nọ, nói chung là tất cả người đóng ông đại sứ này, hoàn toàn ngay cả cái trường thẩm mỹ của ông bác sĩ Trang Bằng Kép là anh, là ông anh Ngô Kỳ, anh cho tôi được một xin lỗi, anh cho tôi một second, tại vừa rồi anh có nói là anh, ông Phát Bùi á. Đời. Thì tôi muốn nghe tiếng nói ông Phát Bùi nhận định như thế nào. Thưa ông Phát Bùi, xin lỗi ông, tôi muốn nghe cái tiếng nói của ông về cái vấn đề mà ông đại sứ Hoa Kỳ
đến trước đây vào ngày 27 tháng 9, ông có đến kinh làng Kim Liên ở Nghệ An, ông đốt nhang với trước di ảnh của ông Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và bây giờ ông đến thì tôi thấy ông cũng là một trong những người có mặt ở đó. Tại sao ông có nghe tiếng nói gì? Ông là chủ tịch cộng đồng, thế tại sao không thấy ông nói gì hết trơn vậy, thưa ông Pháp Bùi? Vâng, thưa anh, thứ nhất là lúc đó tôi không có biết đến cái việc ông đại sứ Napper đã đến xuống tận Nghệ An để thắp nhang trước bàn thờ ông Hồ Chí Minh. Thành ra tôi không biết gì về việc đó, thành ra tôi không có lên tiếng. Thứ hai là họ không có cho tôi cái cơ hội được lên tiếng, bởi vì những người khác lên tiếng thì đã đến hết giờ rồi. Thành ra tôi không có một vài câu chuyện mà tôi muốn đặt vấn đề ông đại sứ mà tôi chưa kịp đó lên. Nhưng mà tiện anh hỏi về cái việc ông đại sứ xuống tận Nghệ An thì tôi xin trình bày cái quan điểm của tôi cũng như là cộng đồng người Việt quốc gia, là tôi nghĩ rằng cái việc làm đó của ông đại sứ Napper là một việc làm không có chính đáng. Dĩ nhiên là ông có cái quyền ông làm đại sứ ở Việt Nam để ông đi thăm ai, đó là cái quyền của ông. Nhưng mà đối với một cái việc mà thắp nhang xuống tận nơi thắp nhang ở đền thờ Nghệ An đó, thì ông đã vô hình chung ông trà đạp lên cái lòng lên đến cái niềm phấn hận của người Việt quốc gia ở bên Hoa Kỳ, mà là những người ông phải phục vụ đó. Ông có hai cái việc thứ nhất là ông phục vụ cho chính sách của nhà nước Hoa Kỳ, và việc thứ hai là cái vai trò đại sứ của ông là do quốc hội của Hoa Kỳ chấp thuận, và trong đó có những người mà do chúng tôi bầu lên làm dân biểu ở Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ. Trước khi chưa, ông cũng phải nghe đến cái tiếng nói của cộng đồng của chúng tôi cho anh. Vâng, thưa ông Pháp Bùi, tại chúng tôi có nhiều thì giờ, thưa ông cho biết rằng lúc mà ông Ngô Kỷ đã đưa cái tin ra là ông biết được là ông có về, ông đại sứ Hoa Kỳ có về làng Kim Liên đốt ấy, thì với tư cách ông là chủ tịch cộng đồng, sao chúng tôi nghe ông nói tuyên bố gì hết vậy, thưa ông? Thưa anh, bởi vì cái việc này lúc đó chúng tôi cũng chỉ mới biết cách đây khoảng có vài ba ngày này thôi. Nhưng mà trong 2-3 tuần qua thì gia đình của tôi có một số những vấn đề, là người anh cột chèo của tôi, tức là người anh rể của bên gia đình vợ tôi đó, là đang bị bệnh rất nặng, và chúng tôi thường xuyên là ở trong nhà thương, và ông anh của tôi mới... Thế trong tương lai ông có hành động cụ thể nào về vấn đề này không, thưa ông chủ tịch? Tôi có nói chuyện với ông Ngô Kỷ hồi chiều hôm nay khi mà tôi biết đến cái việc này, và tôi có nói với ông Ngô Kỷ là cộng đồng chúng tôi sẽ có một cái bằng thư lên tiếng về cái sự việc trên, và chúng tôi sẽ bày tỏ cái lòng không hài lòng của tôi đối với ông đại sứ. Vâng, thôi cảm ơn ông Pháp Bùi. Vâng. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi có điện thoại để quý vị có thể hiểu được tất cả những gì ông Ngô Kỷ trình bày và cái phản ứng của những vị dân cử hoặc là cựu dân cử qua cái chuyến viếng thăm của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến quận Cam, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này, và trở lại vấn đề với ông Ngô Kỷ. Thưa ông Ngô Kỷ, thì lẽ dĩ nhiên ông là một trong những người mà theo dõi thường xuyên về tất cả những cái biến động, tất cả những sự kiện cũng trở liên quan đến đời sống chính trị của người Việt chúng ta tại Việt Nam, cũng giống như những vị đại diện cho những giới ngoại giao tại Việt Nam, cũng giống như là vị dân cử ở đây. Thì thật sự mà nói, ông cũng, tôi không muốn nói ông là tò mò, nhưng mà ông là người biết nhiều. Thành mít chứ thật sự là rất nhiều người cũng không biết được là ông có đến Nghệ An như vậy. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện như ông Phát Bùi ông đã nói ra, thì ông có cái ý định, có cái việc làm gì hay là có một cái sự gì để phản ánh lại với tất cả những vị dân cử trong cái cuộc gặp gỡ vừa qua, và họ biết được cái tin là ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam có về Kim Liên đốt nhang trước di ảnh của ông Hồ Chủ tịch. Và đặc biệt là chúng tôi biết rằng là có một cái viên họp nữa mà không biết tin tức có chính xác không, đó là cộng đồng buổi tối lại có một cái cuộc gặp gỡ rất nhiều người ở tại nhà một cái người nào đó, và có dưới sự tổ chức của ông Trần Thái Văn. Thế anh có biết cái chuyện đó không, thưa anh Ngô Kỷ? Vâng. Vâng, anh trân trọng cái anh hỏi. Vâng, quý vị nghe một câu hỏi rất là nhiều đề tài trong đó. Trước khi tôi trả lời anh Đoàn Trọng thì tôi xin một vài phút, ok, để mà tôi giải quyết cái vấn đề mà anh Minh Giang chỉ giải quyết cái vấn đề. Tại vì anh Minh Giang ảnh nhắc đến là không biết ý anh muốn khen hay là chê như thế nào. Tuy nhiên tôi chỉ dựa theo lời anh nói và tôi muốn phân tích để làm rõ cái ý ảnh và nói lên quan điểm của tôi. Anh nói trong quá khứ có 3 người đại sứ đã tới Kim Liên để thắp hương Hồ Chí Minh. Anh nói hoàn toàn đúng. Tất nhiên ông Ted Osius và ông trước ông này cũng có đến nữa hả? Đây 3 người. Có đẹp, thưa quý vị, thưa anh Minh Giang, mình nói về mà băng giao giữa Mỹ với Cộng sản Việt Nam thôi, ok.
thì trong thời gian đó từ năm 75 đến giờ ít nhất có 8 đại sứ Mỹ. Ok, ông này là đại sứ thứ 8. Thì nếu anh nói 3 người vẫn là thiểu số, tất nhiên là 5 người kia không có tới, phải là tất nhiên 3 người thiểu số. Thứ hai nữa, 3 người tới không có nghĩa là họ đúng. Sai cộng với sai cộng với sai là sai chứ không phải đúng được. Do đó không thể biện minh là trước ông này có 2 người, do đó không có gì sai hết. Không, tôi cho rằng là sai. Nhưng thưa anh, 2 người kia tới ông Hồ Chí Minh này nọ, thật tình tin tức hồi đó nó không có nổ lớn, ngay cả tôi không biết, chắc tôi biết tôi đã lên tiếng rồi. Bằng chứng là có cái chuyện ông Tech OCS, quý vị thấy trong màn ảnh vừa rồi đó, là trước ông này một ông đó, là hồi nó nổ ra là có vụ ông này qua đây rồi nói là không chịu đứng cờ vàng sẽ bị Bộ Ngoại giao đuổi việc này nọ, và tôi đã đâm đơn tôi kiện, gửi thư lên Bộ Ngoại giao, và Bộ Ngoại giao nói là đâu có cái chuyện mà cấm đứng cờ vàng, và tôi đã chống đối rất là mạnh, chỉ vậy thôi. Chứ còn 2 người kia học cách đánh thắp hương, nhưng vấn đề nó nhỏ nhặt là không có để ý, và tôi cũng không biết nữa. Thì vấn đề là tôi muốn nói cho bên nhân thấy là cái chuyện 3 người tới nhưng họ sai, họ phản bội cộng đồng, chúng ta cũng có quyền trách móc phản đối họ, ok, chứ không phải là chúng ta chấp nhận đâu. Thì trở lại câu hỏi anh Đoàn Trọng đó, thì anh Đoàn Trọng hỏi là tôi có biết cái chuyện mà tới chỗ Trần Thái Văn không, thì qua tin tức thì chúng tôi cũng biết cái ngày 30 đó này nọ thì ông đại sứ có tới gặp ông ứng cử viên giám sát viên địa học 1 Trần Thế Văn anh, tôi có biết. Và qua chúng tôi thấy trên Facebook và ông quý vị thấy cái màn ảnh đó, Văn Trần và ban kỹ thuật hồi nãy cho thấy cái hình của ông đó, quý vị thấy cái này mới là đặc biệt này. Ông Trần Thế Văn bây giờ tôi đặt vấn đề đó là ông tiếp xúc ông đại sứ này với vai trò là một ứng cử viên chức giám sát County Supervisor. À, đó mới là vấn đề tôi chống. Chứ nếu một người A, người B, người C mà tiếp đón ổng với vai trò là lãnh đạo cộng đồng tiếp đón, tôi không chống. Nhưng nước Mỹ có Hatch Act, đây là đạo luật Hatch. Ngày xưa có ông dân biểu, thượng sĩ, ông Hatch làm ra đạo luật cấm tất cả viên chức chính phủ được tới tham dự buổi tiệc gây quỹ vận động tranh cử của các ứng cử viên chính trị Cộng hòa Dân chủ v.v. Thì tại sao tôi đặt vấn đề cho hai người, ông đại sứ Knapper này, ông là nhân viên chính phủ, ông không có quyền để tới để mà dự buổi tiệc gây quỹ của ông ứng cử viên Trần Thái Văn. Và ông Trần Thái Văn, ông là ứng cử viên, ông không có quyền mời ông đại sứ, một viên chức chính phủ, người độc lập, không đảng Cộng hòa, không đảng Dân chủ, là nhân viên của chính phủ, không được ngồi với chung với nhau trong vấn đề chính trị. Đó là vấn đề tôi đặt vấn đề cho ông đại sứ và cho ông Trần Thế Văn, thưa anh. Thưa ông Ngô Kỷ, thế với tư cách cá nhân ông Trần Thế Văn là một trong những người có những cái cảm tình với ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thì nhân tiện chuyến qua đây, mời đến nhà tôi uống rượu vài chai, uống vài ly rượu quay, trao đổi một vài về tình hình Việt Nam, tôi muốn biết thì cái điều đó nó có ảnh hưởng gì đâu, thưa anh Ngô Kỷ? Đâu về chính trị luật pháp mà anh, đâu đơn giản. Anh thấy ông Trump, ông tổng thống vi phạm luật vẫn truy tố đàng hoàng, ngay cả ông tổng thống Biden bây giờ cũng đang quốc hội cũng đang tính là impeach ông, tước phế ông, vân vân. Cái chuyện luật pháp nó không phải đơn giản đâu, họ làm luật mà. Anh coi cái đạo luật ông Hatch Act á, coi thử, họ ta cấm tất cả viên chức chính phủ không được ngồi dự tiệc tha tới vận động tranh cử cho bất cứ ứng cử viên nào. Và cái qua hình ảnh này, qua buổi tiệc của ông Trần Thái Văn tổ chức vào cái đêm 30 tháng 10 đấy, quý vị thấy là hoàn toàn bất hợp pháp, bất mà phi pháp, và nó vi phạm luật. Tôi nghĩ rằng Trần Thái Văn có thể bị ở tù, ông đại sứ này có thể bị ở tù và mất việc. Vâng, tôi chỉ dùng chữ có thể, tại vì luật sư của chúng tôi đã gửi thư cho Bộ Tư pháp, gửi thư cho chính phủ Hoa Kỳ, cho Bộ Ngoại giao, và đang chính phủ đang điều tra chuyện này anh. Anh Bình Giang, tôi biết anh cũng có những cái liên hệ với luật pháp, anh cũng đã học hỏi, theo dõi về vấn đề luật thôi. Nhưng mà tôi không nói với tính cách là một chuyên viên luật ở đây, nhưng với một cái người mà có thể nó có hiểu biết như anh nghĩ sao về những lời tuyên bố, những cái phát biểu quan điểm của anh Ngô Kỷ này? Thì tôi tôn trọng ý kiến của anh Ngô Kỷ thôi. Bây giờ thì mình phải chờ đợi thử coi cộng đồng phản ứng như thế nào, và cá nhân ông Trần Hải Văn có đưa ra những cái câu trả lời để mà thỏa mãn những cái cử tri của ông ta sắp tới hay không. Nhưng mà những hình ảnh mà ông Trần Thế Văn đưa ra đó
Thì giống như anh Trọng nói là cái cuộc họp hay là cái cuộc mà tiếp đón có thể là thân hữu đó thì có lẽ là nằm ở trong phòng kín thì không nói gì. Yeah. Còn ở đây ông ta đã đưa lên ngay trang nhà của ông ta mà ngay cái trang gọi là vận động bầu cử nữa. Oh. Thì cái điều đó thì cũng mang cái tính là tự nhiên tự mình đã public quá cái vấn đề đó rồi. Và mình đã là người của công chúng nữa. Đó thì cái nội dung anh thấy. Thì rõ ràng như vậy thì rõ ràng là cử tri họ có cái quyền để mà yêu cầu. Không. Xin lỗi anh để trả cái hình để tôi nói quý vị thấy trắng không đỏ đó. 2004 candidate for Orange County Board of Supervisors District 1, quý vị thấy rõ ràng đây là một cái tài liệu, đây một trang tranh cử cho cái chức giám sát viên chứ không phải là một nhân vật cộng đồng. Vâng. Do đó đó là vấn đề pháp lý anh, thưa anh. Thưa anh Cô Kỳ, nếu mà anh nói vậy bây giờ tôi mới thấy rằng là 2.6 người đang theo dõi cái buổi gặp gỡ này phải không? Đây này, 2.6 người 2006 thì điều này vô tình ông đại sứ lại là một trong những người gián tiếp vận động cho chương trình tranh cử phải không? Trực tiếp không gián tiếp là tại vì ông không biết không đấy. Không, là... mình không biết, ông biết hay không biết đâu, ông Trần Thất Văn chia tiền bữa đám gây quỹ 5.200.000 chia tiền cho ông này chúng ta không biết, do đó tôi không nói gì, mình không biết hết. Nhưng bây giờ mình sự kiện mình nói thẳng rõ như vậy. Thế cái sự kiện này với tư cách là một cử tri mà tôi nhớ lần đầu tiên, ngày đầu tiên ông Trần Thất Văn ra tranh cử, tôi có hỏi một câu là với tất cả những người liên hệ và tiền bạc cũng giống như đến nha. Mà hôm đó tôi nhớ hình như anh cũng có ở đó nữa. Thì ông Trần Thế Văn đã tuyên tôi không có liên quan và không bao giờ tôi gặp gỡ những cái viên chức cộng sản hay là gì để ở trong. Thế thì bây giờ liệu anh có đặt câu hỏi trực tiếp với ông Trần Thế Văn hay không? Còn tôi không đặt với ông Văn. À. Tôi đặt với chính phủ Hoa Kỳ, đặt với tiểu bang, đặt với ủy ban mà kiểm soát bầu cử. Ông Văn tôi không nói với cá nhân. Ừ. Nga có ông đại sứ này tôi cũng không liên lạc, không gửi thư ổng hỏi ông đại sao này nè. Tôi đạt với Bộ Ngoại giao, đạt với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ này nọ. Tại vì anh biết đâu, tôi đâu cần nói chuyện mấy người này. Ok. Đâu mấy người này học cá nhân tôi đâu cần. Anh có thể nói là anh không có nhu cầu để cần thiết để nói với mấy người này. Tôi nói với quần chúng, nói với cộng đồng, đồng bào, tôi chia sẻ những tin tức. Tôi cũng giống như thằng mỏ, tôi chia sẻ tin tức. Còn cái chuyện cộng đồng, đồng bào có tin tôi không hay mà nghĩ tôi nói đúng, nó sao, có phản ứng như thế nào là quyền của cộng đồng. Tôi cũng không kêu gọi đồng bào để mà phản ứng, tại vì tôi là người thông báo tin tức thôi. Nhưng mà thưa anh, vừa rồi anh nói thì chúng tôi muốn hỏi anh lại thêm một lần nữa cho nó rõ ràng. Cái buổi gặp gỡ này là có tính cách cá nhân, mặc dù ông có để cả, cũng là cái file của ông cũng là cá nhân giữa ông với ông đại sứ, hay là ông đại diện tiêu biểu cho một cái lớp nào trong cái cộng đồng người Việt này hay không thưa anh? Vâng, chúng ta sẽ trở lại chương trình ha. Vâng, vâng, quý vị đang cùng với chúng tôi buổi nói chuyện phóng sự cộng đồng hôm nay cùng với anh Ngô Kỷ và anh Minh Giang để một vài sự kiện liên quan đến ông đại sứ Hoa Kỳ đến thăm quận Cam trong những ngày cuối tháng 10 vừa qua. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị ở phần cuối chương trình. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi qua những giây phút vừa qua cùng với phóng sự cộng đồng. Trước khi mà chúng tôi đi vào chi tiết với anh Ngô Kỷ, tôi muốn hỏi anh Minh Giang câu rất ngắn thôi. Qua những hình ảnh và cái sự kiện tin tức anh biết được thì anh nghĩ rằng ông Trần Thế Văn tiếp ông đại sứ với tư cách cá nhân hay là ông tiếp với tư cách là một trong những người gọi là đại diện cho cái cộng đồng với tất cả những cái đoàn thể cộng đồng đứng sau lưng ông ở trong cái buổi gặp gỡ này thưa anh Minh Giang? Tôi thấy cái góc độ ông Ngô Kỷ vừa phân tích liên quan đến cái việc mà vận động cho bầu cử đó thì cũng có lẽ là đúng đó. Yeah. Bởi vì cộng đồng, những người mà đi ra ngoài Phước Lộc Thọ, trong đó có anh, có những cái người, một số những cái phóng viên hay là những nhà mà làm truyền thông khác cũng đã có mặt, và người ta thường đến những cái nơi mà có thể là nhiều người khác cũng có thể tiếp xúc được. Trong khi đó thì ông Trần Thế Văn thì lại tổ chức một cái buổi tiệc, không phải là, chưa chắc là có phải là buổi tiệc hay không, nhưng mà rõ ràng là một cái cuộc họp mà có thể rằng người ta không biết, một cuộc họp mà không biết có thể là gọi là hội kín, và sau đó thì mới được ông Trần Thế Văn đưa lên. Như vậy thì có thể tạo ra một cái sự suy diễn cho rất là nhiều người khi mà nói rằng ông Trần Thế Văn đã dịnh vào cái hình ảnh của ông đại sứ Mark Knapper để mà có lợi cho cái cuộc tranh cử của mình. Và cũng thông qua cái lời ông Trần Thế Văn viết ở trên, có một cái dòng chia sẻ, một cái dòng status ở trên cái Facebook á, thì nói rất là rõ là cũng nói về cái việc mà dân chủ, nhân quyền, cũng nói là cái vấn đề mà Việt Nam đưa vào cái danh sách là CPC các thứ. Nhưng mà
những cái điều đó thì chỉ thấy là ông viết thôi, nhưng mà không biết là ông ta trực tiếp có nói hay không. Chắc là tôi cộng đồng cũng rất là cần những cái hình ảnh, những cái tôi có thể dịch là cái câu đó là tôi đã với cùng với Independent tổ chức một cái buổi tiếp đón tư cách cá nhân và một bữa ăn tối cho 4 người Mỹ gốc Việt. 40 người Mỹ gốc Việt. Những người này là những thành phần đại diện cho tôn giáo, cho cộng với những người lãnh đạo cộng đồng. Đến nhà một người bạn của chúng tôi ở tại Newport Beach để gặp với ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Mark Knapper. Ông đó cái người đã viếng thăm quận Cam vào ngày thứ hai, October 30 đó, Monday October, là November 1st 2023 chứ October thì không đúng. Knapper and ông đại sứ Knapper và tôi đã nói về những cái gì gần đây giữa những sự liên hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Bây giờ đến phiên ông Ngô Kỳ thì tôi muốn dành thời giờ cho ông để ông nói về vấn đề này. Eo hẹp do đó cái chuyện này nó dài dòng, vấn đề pháp lý như dài dòng. Tuy nhiên chúng tôi thời lượng ban kỹ thuật cho lại cái lá tách thư vừa rồi đó. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nói có sách bắt chứng, quý vị thấy trên cái trang mà tranh cử của ông Đặng Thái Văn. Tôi cũng muốn lặp lại là đây là một cái lá thư hình ảnh đưa lên trang tranh cử, đó là vấn đề đặt ra, vấn đề pháp lý chỗ đó đó thưa quý vị. Và ông ta nói gì? Ông ta nói là ông Đồng đứng tổ chức một buổi tiệc riêng rẽ đó, rồi tư nhân thôi, trong một cái nhà riêng của người bạn ông ta tại Newport Beach với sự tham dự của 40 người lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo cộng đồng. Thưa quý vị, ông Trần Thái Văn bây giờ đã đến lúc cộng đồng muốn biết là ông tổ chức tại đâu, tại sao Lít Sài Gòn là nơi cộng đồng mà ông tổ chức Newport Beach tại nhà ông, cái người bạn ông đồng tổ chức với ông là ai, người đó là người ủng hộ tiền trong mấy trăm ngàn trong cuộc tranh cử này, tại sao ông dùng ông đại sứ để tới thăm nhà người bạn của ông. Ông đại sứ tới cộng đồng thì ông phải tới ví dụ đền thánh Trần Hưng Đạo, tượng đài Việt Mỹ, thư viện Việt Nam, bảo tàng viện Việt Nam, hay là đây tới ba bốn ông chủ tịch cộng đồng, ba bốn các cơ quan của cộng đồng Việt Nam ở Nam Cali này, tại sao không tới mà là tới ngay cái nhà bạn của ông. Ông đại sứ ổng là người chính quyền, tại sao ổng gặp bí mật mà trong này ông nói là gặp 40 người lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo cộng đồng. Ông cho biết 40 người này là ai? Tôi hỏi ông mục sư Hồ Hiếu Hà, mục sư Andrew Lê này nọ, những người trơ hay những người thầy chùa hay cha hay những mấy ông chủ tịch, tôi hỏi ông Pháp Bùi có ông chủ tịch cộng đồng đây ông có được mời ông? Pháp Bùi nó không được mời. Như vậy ông nói 40 lãnh đạo cộng đồng tôn giáo là ai, người bạn ông là ai, và những người tới dự tiệc đó đóng tiền cho mấy ngàn, năm ngàn, mười ngàn, mấy trăm ngàn đô la trong buổi tiệc này, có phải là ông dùng ông đại sứ này để mà có cớ ông mời khách tới để mà đóng tiền tranh cử cho ông hay không? Ông có khơ với chính phủ hay không? Đó là vấn đề. Còn có chuyện ông nói là ông đại sứ tới để bàn luận với ông về vấn đề tự do dân chủ, nhân quyền, chống cộng sản, cái chuyện đó không phải vấn đề, tôi không ca. Ông nói gì chuyện của ông. Vấn đề đặt ra tại sao ông là ứng cử viên, ông được phép mời một viên chức chính phủ Bộ Ngoại giao tới để mà đóng dấu cho ông, để mà tạo cho ông cái chỗ đứng trong cái vấn đề tranh cử nè. Đó là vấn đề mà tôi muốn đặt vấn đề với ông Trần Thái Văn. Ông không thể lợi dụng ông đại sứ này, hay là tôi đặt vấn đề với ông đại sứ là ông đại sứ này có thông đồng, có gì cấu kết gì ông Trần Thái Văn để rồi ông đại sứ tới để mà đóng dấu để mà ủng hộ Trần Thái Văn trong cái chuyện mình cái đêm tranh cử này, vận động tranh cử này. Đó là cái điều mà cộng đồng cần ông Trần Thái Văn và những người mà tham dự trong buổi tiệc này phải công khai hóa cho cộng đồng biết, nga có đại sứ và báo cáo cho đồng biết ông tới để làm cái gì. Thưa quý vị, đó là cái điều quan trọng. Vâng, kính thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua chúng tôi gửi đến quý vị một phóng sự cộng đồng liên quan đến chuyến viếng thăm của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đó là ông Mark Knapper, và có những cái câu hỏi và một vài người sinh hoạt trong cộng đồng họ nêu ra và chúng tôi chỉ gửi đến quý khán thính giả trong chương trình hôm nay. Các một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Minh Giang cũng giống như ông Ngô Kỳ đã cùng với đài chúng tôi thực hiện cái chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay, và vẫn hy vọng có cơ hội để gặp lại quý vị trong những kỳ tới. Cảm ơn quý vị, đó là phóng sự cộng đồng quân này, và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.